tiên thay mặt ban quản trị của kênh, xin gửi tới các bạn xem video, cùng quý khách hàng, quý đối tác, lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Xin tri ân lòng tin và sự ủng hộ, quan tâm hợp tác, đồng hành gắn bó và tin tưởng kênh trong suốt thời gian vừa qua. Cùng với xu thế phát triển chung của lĩnh vực thông tin, kênh chúng tôi không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình và tích cực của các bạn và quý khách hàng, quý đối tác để có thể cùng nhau phát triển bền lâu và vững mạnh. Một lần nữa, thay mặt ban quản trị, xin gửi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc tới các bạn xem video và quý khách hàng. Mong các bạn hãy đăng ký kênh và like video nhé, rồi bấm vào cái chuông để luôn nhận thông báo về các video mới nhất. Trung tâm giống bồ câu Hà Tĩnh, Đông Tiến, xóm 8, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại di động 0977006968 hoặc 0988800153. Chúng tôi chuyên cung cấp giống bồ câu Pháp, cu gáy, chim chỉ, gà lôi, nhan Pháp, trứng gà ta. 4.000 cặp chim Pháp, 50 cặp cu gáy đang sinh sản. Trung tâm chúng tôi đã lập công ty riêng để bao tiêu đầu ra cho quý vị bà con thu mua chim bồ câu mọi lứa tuổi. Tâm chúng tôi áp dụng khoa học kỹ thuật và sử dụng các bài thuốc dân gian để phòng và chữa bệnh cho trại bồ câu, nên con giống chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng âm, không dư thừa kháng sinh trong cơ thể, không bị lờn thuốc và hướng dẫn cách nuôi, phòng, chữa bệnh cho bồ câu để bà con đạt hiệu quả cao nhất trong chăn nuôi. Chúng tôi nhận bao đầu ra cho bà con, thành công của bà con là niềm vui của chúng tôi. Bồ câu chúng tôi đã quen với khí hậu khắc nghiệt của miền Trung, nên giống chúng tôi dù bà con nuôi ở đâu cũng thành công. Trung tâm giống chúng tôi có vị trí giao thông thuận tiện cho việc mua bán vận chuyển giống bồ câu Pháp. Trung tâm hoàn toàn đủ đáp ứng con giống, phục vụ cho nhu cầu chăn nuôi của các trang trại hoặc các hộ chăn nuôi nhỏ, lẻ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và cả nước. Trung tâm chúng tôi đã có rất nhiều năm kinh nghiệm sản xuất, tạo ra các nguồn giống chất lượng cao, hàng đầu cả nước, được bà con chăn nuôi trên toàn quốc đánh giá cao. Với diện tích rộng hơn 2 hectare, gồm nhiều chuồng trại, từ chuồng kín đến chuồng hở, gồm nhiều mô hình đa dạng và phong phú, có đủ các loại giống đã được chọn lọc và nuôi dưỡng, cho ra đời các loại giống bồ câu chất lượng cao. Trung tâm chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi với bà con chăn nuôi ở Hà Tĩnh và trên cả nước. Chúng tôi cam kết giống bồ câu, uy tín và chất lượng, giá cả cạnh tranh, giao hàng tận nơi, cung cấp số lượng lớn. Chim bồ câu thịt 4-7 lượng, 50.000 một con. Chim bồ câu giống 2 tháng tuổi, 200.000 đôi. Chim bồ câu hậu bị 4-8 tháng tuổi, 350.000 đôi. Gà giống con, tùy theo đơn hàng. Choay, đã ươm, 2-5 lượng, 150.000, 1 kg. Trứng gà ta, 5.000, 1 quả. Nhan Pháp thịt, 80.000, 1 kg. Gà ta, 120.000, 1 kg. Một số giống gà, vịt, nhan nội địa được trung tâm chúng tôi cung cấp như sau. 1. Gà di. 2. Gà đông tảo. Gà hồ. 4. Gà mía. 5. Gà tàu vàng. 6. Gà ác. 7. Gà tre. 8. Gà nòi. 9. Gà đông tảo. 10. Gà lương phượng. Tôi bán buôn bán lẻ lồng nuôi công nghiệp mạ kẽm 2,2 mm, bao gồm máng ăn, máng uống cộng ổ đẻ, giá 180.000 một chuồng, nuôi được 2 cặp, và lồng nuôi chim chống được mèo và chuột, giá 200.000 một chuồng, nuôi được 2 cặp. Giá trên đây để bà con tham khảo và áp dụng cho từng đơn hàng. Xin cảm ơn bà con đã tin tưởng trung tâm chúng tôi, được phục vụ bà con là niềm hạnh phúc của chúng tôi.